Hello, xin chào tất cả anh em. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cho anh em một tàu khu trục. Và cái con khu trục này thì nó cũng chỉ là làm cái nền thôi anh em ạ. Còn cái điểm nhấn thì trong clip này mình sẽ đi làm cho anh cái khẩu phóng lựu nhá. Đấy, thì mình thấy có nhiều anh em kêu là cái khẩu phóng lựu này quay nó khó ra quá. Thì trong clip này thì mình sẽ chơi với anh em cái con tàu đó là con khu trục hạng Nam Trang, xem là thai 055 Nam Trang đấy. Thì những cái này thì mình cứ nắp đồ bình thường thôi, đồ trên số hết anh em nhá. Đấy, thêm nữa là một khe X2 là thai 40, khe đơn là Easy 21. Pháo thì mình sẽ chơi cái loại đó là pháo hồng tình yêu đấy. Này thì anh em sẽ được nhận miễn phí ở trong cái sự kiện Valentine đợt đầu năm đấy. Rồi, X3 phóng lựu thì nó sẽ là cái loại này. M270. Đấy, cỡ nòng là 270 mm. Rồi X2 cái khe ngư lôi đó là cái thai 12, trực thăng Mi-28, nó phòng không gác pun và cái R440. Những cái đồ này thì anh em nó nói chung là quá là quen thuộc rồi đúng không? Cái loại này thì nó không có cái gì là lạ lẫm cả. Ở đây, cái loại phóng lựu ở đây thì nó sẽ xuất hiện ở đây này. Nếu như mà anh em mà quay mà hên xui thì sẽ nhận được cái loại phóng lựu này. Mình thấy nó cũng có những người hên hên thì ra, có những người thì xui xui thì mãi nó không ra. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Trong cái video này thì chủ yếu là mình sẽ đi cho anh em xem về cái tác dụng của cái loại phóng lựu này thôi. Review qua về cái loại phóng lựu này thôi. Thế còn con tàu khu trục thì con này thì nó là cái tàu khu trục giá rẻ rồi. Bây giờ thì anh em kể cả mới lên T3 hoặc là chơi lâu năm rồi, não nàng rồi thì vẫn sử dụng con Nam Trang rất là tốt. Nam Trang nó theo kiểu dạng một cái tàu khu trục quốc dân, tàu đô la, tàu xốp ấy. Còn những cái đồ còn lại thì mình nắm cũng không có gì là quá ấn tượng cả, toàn đồ cơ bản thôi. Còn mới vào trận cái xong nó cho cái team anh hơi nát nhỉ, hơi nát anh em ạ. À. Cái team bạn nó mạnh thế kia chưa sao được. Rồi. Xem sao nào, các bạn có sân bay nó mới đau. Tiếng kích sàng hơi sớm. Bây giờ đi hướng nào đây? U ông kia còn mang cả trực thăng sang, ông máu quá trời. Thề luôn, quá máu luôn ấy. Ô, cái gì nó vẫn còn lơ lửng ở đây nhỉ? Tại sao nó vẫn còn cái ông nào máy bay nào lơ lửng trên đầu này, hư cấu. Nó giữ tầm nhìn anh em ạ, khôn phết đấy. Muốn đi đâu đây? Rồi hiểu. Cưới qua cái góc này chứ nhỉ, quay chứ nhỉ. Rồi anh em ơi, áp sát vào đi. Tầm này chúng ta chỉ có đồng lòng thôi, không đồng lòng là không làm ăn gì đâu. Anh hùng rồi cả, ui trời ơi, anh hùng, anh hùng đã hù. Rồi em cứ thử cái phóng lựu của anh ha. Cái tí đam nào ấy, cái đau cái mát này địa đỉnh cao thế vậy. Phóng lựu này là phóng lựu kiểu phá mục tiêu anh em ạ. Ta nhìn ra thì biết rồi, ấn vào nó sẽ không có tâm. Nhưng mà nó sẽ bắn được cái loại phòng không nhé, tương tự phòng không này. Hoặc là có cái tác dụng giống như kiểu dạng diệt hạng. Còn nói chung anh em có thể bắn ngầm ok, không có vấn đề gì hết. Trời ơi, trời ơi, nhìn kìa, thấy cái kia thì hai đám ở lại. Wow, ông nào yêu máu vui lòng là lùi lại phía sau. Rồi, hay lắm. Và chúng ta cứ đồng lòng này. Ôi giời ơi, cái này ông nào máu cái máy mà yếu thì đảm bảo là toang, hỏng hết cả hiệu ứng. Rồi nó cười khôn hết anh em ạ. Nó cười quá là khôn gì ạ. À? Chưa hồi lại kìa, đạp lại hơi lâu. Luôn những chỗ nó đạp lại lâu quá trời luôn ạ. À. Ở đây ghê ta, ba đánh ba đồ bạn nó thủ nó chắc đấy, nó thủ hơi căng. Ở phía sau có một người nữa kìa. Chúng ta lên đây bắt nó đi. Thấy ông đồng đội mình nó vào thế rồi đấy. Ôi, vã luôn. Trời ơi.
biết có làm ăn được gì không như trên đỉnh núi rồi. Toàn quá trời, khó đánh quá. Tôi không có nổi. Bây giờ mình có trụ nữa không đây? Rồi, mấy chục ngàn máu thì chơi cái gì? Kim nó mạnh quá anh em ơi. Hề luôn. Nào, vã tiếp. Vã tiếp. Ui khỏi rồi. Thế mà kiểu gì nó vẫn đỡ được kìa. Hư cấu. Ôi trời ơi. Mới vào trận đầu toang thế nhỉ. Được rồi. Nó có hồi máu thì mình cũng có hồi máu. Đi lên đây mình vả chết nó luôn. Đẹp quá anh em. Mới vào trận đầu nó cho mình. Mày không chết này. Ôi trời ơi. Chưa chết. Sống như thế này thì còn lâu mới chết. Giờ thì có sợ mấy bác ấy rồi nhỉ. Không sợ cái gì khác à. Không sợ kẻ địch mạnh đâu. Chỉ sợ đâu nó hơi lọ. Thế thôi. Còn hai ông nữa, ông đi ra làm gì vậy? À đây rồi. Mình có cái hồi máu đây rồi. Không sợ. Không sợ. Tại mày này em không sợ đâu nhá. Trời ơi, hồi không kịp à. Hồi vẫn không kịp anh em ạ. Vừa chơi hồi máu vừa ấn cũng không kịp. Nhưng mà đồ bạn nó quá mạnh luôn. Coi anh ơi, anh nên anh xử chết trà đi. Chứ còn ông nữa đang ở đâu? Ông Yuri này, ui trời. Ông này còn không biết đường mà đi ra nữa à. Thề luôn chứ. Ô khéo khi thua ngược này. À, gặp phải những cái thành phần ngáo anh em ơi. Mới vào trận đầu gặp phải cái thành phần ngáo rồi. Mình quá tin tưởng vào đồng đội. Cũng mà không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ gặp đồng đội khôn. Nó đứng im đây luôn đây này. Nó làm cái gì đây? Thề luôn, đi 3-1 cũng không, 3 người thua. Thôi chịu rồi. Tưởng là mình lao lên thì anh em cùng lao lên, chúng ta cùng tiếp ứng. Như bây giờ cuối cùng ông này chơi kiểu này. Cái ông này không phải là văng đâu anh em nhé. Đây gọi là ngơ. Vì là những người nào bị văng ấy thì thường nó sẽ đi theo cái hướng con boss, nó sẽ lao lên. Nó sẽ không đi kiểu như này đâu. Thề luôn đi. Level 50 chơi kiểu này cũng chịu. Được rồi, lâu gặp phải cái ông ngáo này, chúng ta sẽ thử xem ông sẽ xử lý như thế nào nhé. Và mình khuyên anh em là chúng ta chỉ xem theo kiểu tình trạng xấu hay để cười thôi. Mọi người không nên làm theo ông này. Giờ mình đang muốn xem ông ấy sẽ xử lý như thế nào với cái hình này. Bên này nó mang cái gì đây? KBX thì đau rồi. V35. Nhưng mà đồ cũng ngon đấy. Là đồ có máy bay, toàn đồ thị trường. Toàn đồ VIP. Mình chỉ chơi đồ sốt thôi. Được cái mỗi cái phóng lựu mình test cho anh em, nhưng mà mình có cảm giác là cái loại phóng lựu này này theo cảm nhận ban đầu mình chưa trận đầu không thơm lắm đâu. Nó quay cái khả năng mà quay hướng dưới dạng nó hơi chậm, khả năng gây sát thương thì chưa rõ lắm. Ông này ngơ nhờ, không biết ông ấy đang làm cái gì luôn đấy. Hề luôn chứ. Rồi, lại quay. Mình nghĩ có thể là đây là một người chơi mua tài khoản. Mình nghĩ phải đến 80-90% đây là một người chơi mua tài khoản. Sau đó thì tập chơi. Chứ còn không bao giờ có cái chuyện mà một người trên M5X mà người ta xử lý những cái tình huống như này. Đấy. Còn boss thì chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ nó kiểu đi như này đâu. Đi xong biết dừng lại, biết xoay tàu như đúng rồi. Giải thích về như thế nào thì mình không biết được. Không có gì để mà giải thích. Lại đứng lại đây này. Rất khó hiểu luôn ạ. Thôi có lẽ chúng ta sẽ thoát ra nhá. Nhìn mấy cái thành phần này chơi nhìn nó thật anh em. Nhìn gỡ mắt thực sự luôn. Nó sẽ sang một trận khác cho nó nhanh chóng. Nhìn cái thằng tàu sân bay nó hình như là không giết cái thằng đồng đội mình. Cái thằng cuối ấy. Và cũng có thể nó hết tài nguyên hay gì đấy. Còn cái ông bên mình thì không có cái gì để mà biện giải được. Khả năng mua ạc cực kỳ là cao. Cái thành phần ấy chúng ta cũng bỏ qua. Mình
sẽ làm lại những trận khác. Trận này cố gắng tập trung vào cái phóng lự. Và mình thấy đấy, cái trận đầu tiên như vậy nó bay khá là nhiều loạt đấy. Đây là trên khe này là khe X3 anh em nhé. Ở trong cái arc này nó có cái con F126, nếu mà có thì mình cũng lắp vào rồi. Rồi, nó sẽ chiến lại. Hy vọng là trận này đừng có gặp cái team nào kiểu như thế đấy nha, tôi thề luôn ấy. Tôi bực mình vô cùng ấy, gặp những cái team như thế. À là các ông cỏ cứ lên ông bắn nhau đi, ông sinh tử với nó đi. Dù thì có thể là ông chết nhưng mà nó cũng giật dẹo, đúng không? Đấy thì nó cũng phải gần chết đi. Hợp lý như đây, nó không có cái động thái gì luôn này. Mà chạy còn theo kiểu ngứa mắt người xem. Khá là bực mình. Ok. Như là bên này có sân bay á. Có sân bay ở đây á. Quá. Đấy anh em thấy không, cái phóng lựu bay khá cao luôn nhỉ. Bay khá là cao luôn á. 1, 2, 3, 4. Như nó bay ra 4 loạt anh em. Như nó bay ra 4 loạt. Mình đang tập trung, wow, đam nổ kìa. Cũng không đùa được đâu nhỉ. Cái đam này nó nổ không đùa được đâu. Thôi không bắn pháo nữa nhá, chỉ bắn cái phóng lựu thôi. Nhưng mấy tên lửa rồi để xem nó như thế nào. Chết luôn là vẫn chết. Đây là 68, và đây là cái kỳ sinh nhật tiếp theo. Cái kỳ xử lý tất cả là 68, nhưng mà bước qua sát một thằng Long Vích vậy đó. Chúng ta mới tính tiền tiếp. Rồi. Ôi, dí mình nhỉ. Đây đi. Cái loại phóng lựu này thì được cái nó bắn địa hình tốt anh em ạ. Bắn địa hình cực tốt luôn nhỉ, đấy. Cấu cực kỳ đau. Có lợi thế về người rồi. Đứng đây này, xem nó khóa mục tiêu như thế nào. Nó có thời gian khóa mục tiêu chứ nó không phải là khóa ngay đâu nha. Đấy, cái này hay chứ gì. Được cái là đam, đam thì ok. Phải bắn mấy cái trận như kiểu như thế này để test nó mới dễ. Chắc là đi ra cái chỗ này này là sẽ có góc bắn cái thằng tàu sân bay kìa. Lúc ấy mình nhớ có góc mà. Đấy, anh em thấy không, nhớ mới đã có góc được rồi. Rồi thằng tàu ngầm thì thôi, mình sẽ bỏ qua nhé. Đó anh em thấy không, toàn tên lửa phóng lựu của mình chứ. Rồi, chúng ta sẽ tập trung nốt thằng tàu ngầm này đi. Tại sao nó cứ dí mình nhỉ? Mình có cái lỗi gì không, tập trung dí mình làm gì không biết. Rồi, lên, đây, dí thử cho anh em nhá. Đó, anh em thấy không, có cẩu trực tiếp xuống nước luôn này. Sợ rồi, 47k25. Rồi, trận này mình sẽ đứng trực tiếp đây, hình như ông này là người Tây Ban Nha thì phải. Đấu với nó luôn nha. Chúng ta xem cụ thể phóng lựu của nó đấy. Tôi đứng cái này cẩu xuống rồi. Đấy, anh em thấy đam nó thế nào? Để lại cái nhận xét nhá. Anh em thấy đây cống hiến này này. Wow. Ôi, phải có những cái trận đấu như thế này thì anh em xem nó dễ được, dễ dàng mà nhận biết và quan sát được. Mình sẽ xem lại cho anh em cái chỉ số phóng lựu này. Sát thương là 5850, làm lại khoảng 8 giây. Nhưng cái thời gian làm lại này là trung bình, không nhanh nhưng mà cũng không phải là quá lâu. Phạm vi thì khoảng độ 9 cây rưỡi. 9 cây rưỡi thì theo mình đánh giá là cái phạm vi nó gọi là trung bình thôi, trung bình khá. Nếu mà cái loại phóng lựu mà nó khoảng trên 10 km, khoảng nó chuẩn ra phải là trên 11 km thôi thì đấy mới gọi là tầm xa. Còn 9,5 cây thì mình vẫn đánh giá là chỉ khoảng ở cái tầm trung bình khá. Có một số cái loại phóng lựu mà cái tầm bắn của nó chỉ khoảng độ 7 cây 7-9 km thì đấy tầm ngắn rồi. Không biết có loại nào mà thấp hơn 7 km không thì mình không nhớ. Hình như là cái loại RBK1, cái loại phóng lựu hạt nhân ấy, cũng phải vào cái tầm cự ly khoảng 7 cây mấy ấy. Mình nhớ phải 7 cây mấy nó mới khóa mục tiêu cho ấy. Team này vẫn chơi tốt. Tại mình chứa muốn test cái phóng lựu trên này này, mang đồ nó cũng hơi cùi cùi.
gặp cái team ấy nó mà mạnh quá thì cũng hơi rén. Nào ra đây, em tiếp luôn. Rồi xong con chiến thắng nhá. Trời ơi, đứng câu máu ngay mới phê anh em ạ. Đứng ngay câu máu mới sướng. Kéo khi ông CKB2 này. À thầy nó là boss anh em ạ. Thầy nó là boss rồi, kệ đi. Mình vẫn cứ tưởng là người đúng là nó quá ngơ. Đấy, tầm con trực thăng. Gì vậy? Tầm con trực thăng bắn được 200k đam. Thôi tự dưng lại nhắm theo cái ông tàu ngầm. Tôi đang muốn nhắm theo ông này cơ mà. Cái này sao gì dùng để câu kéo bẫy mồi kia này hay. Đấy anh em thấy không, để câu kéo bẫy mồi kia này hay. Cố tăng mù mịt, em không nhìn thấy cái gì hết á. Rồi sao mà đánh cứ sát được gì. Chuẩn bị là toang cả đống. Chuẩn bị toang cả đống. Tàu ngầm, có lẽ mình sẽ bỏ qua. Bên này có một ông tên là Mắc, yếu đây này. Thiết giáp thì nó không con thua. Mình sẽ bắn bằng cái phóng lựu thôi nhá. Đó, chỉ bắn bằng cái phóng lựu thôi. Thề, chỉ bắn bằng cái phóng lựu không, cố mình đau. Thế là rồi. Rồi chờ cho nó hồi lại cái nhá. Thằng này khi nó hồi được máu rồi. Ôi kéo lại không thể chủ quan được mấy cái thằng này rồi. Ôi hơi khó nhằn đấy. Muốn cho ăn một cái phóng lựu thôi mà khó cả. Ôi chết đi anh ơi, anh chết đi em cái. Mình chỉ muốn bắn cái phóng lựu thôi. Vẫn không chết kìa. Thằng Hút Chia nó vẫn không chết anh em ạ. Thế luôn chứ. Nào sao đây. Ông này này, tầm này đứng đây solo luôn. Đấy, phóng lựu bay vào mồm. Mà mình thấy cái phóng lựu này ở cái cự ly gần thì cứ sao ấy. Nó có cảm thấy cái nó giống mình không? Ông kia vẫn không chết kìa. Ông kia vẫn không chết luôn ạ. Không có vấn đề gì không vậy? Ui, 47.000 máu kìa. Không thấy cái phóng lựu này nếu như mà bảo là nó dễ ra cơ. Ở quay khoảng cùng nắm khoảng 500 lần. Đúng không? Cùng nắm là 500 lần. Mà nó ra thì là ok. Nó có thể chấp nhận được với cái tỷ lệ xác suất đấy. Ui dồi ôi. Quảng quá anh em ơi. Chứ mà bây giờ mà với loại phóng lựu này mình thấy nó cũng không cái gì đấy gọi là ấn tượng trong cái việc sốc đam ấy. Còn cái này nó đi ra mình có hơn 100k máu và cũng không có tự tin lắm đâu. Ra nó rút trong cái pháo chính thì bảo tại số. Còn cái này theo khi nào ok đấy. Nào ra đây. Rồi. Em chỉ dám cấu thế này thôi. Ôi trời ơi, thề chứ. Không hiểu là không combo hơn kiểu gì, cảm thấy nó không thấm luôn đấy ạ. Bắn mục tiêu cũng hơi lâu, có lẽ là mình sẽ phải thay đổi lại cái loại tên lửa khác. Đó, cái này bắn cầu địa hình này, đấy, cầu tốt luôn nha. Sát thương mình thấy nó cứ sao ấy. Hơi khó hiểu. Trận này thì cảm thấy sát thương nó không thực sự cao lắm. Có lẽ là cái Easy 21 thì cái thời gian khóa mục tiêu nó hơi lâu. Thời gian khóa mục tiêu tận 2 giây rưỡi anh em ạ. Thôi mình sẽ nắp đồng bộ đi. Đồng bộ cái thai 40 đi. Độ đam nó thử to lên một tí. Rồi có lẽ mình sẽ làm nốt cái trận này thôi. Đi test mấy cái trận ý rồi. Trong clip này thì chúng ta chỉ xem cái phóng lựu là chính ấy mà. Ẩn nong cái mát này nó gần này, dễ cận chiến. Hào luôn, sống thì sống mà chết thì chết.
cái này anh em nào có cái loại SR5 đấy, hoặc là chơi những cái loại như PKX đấy hay là RBK đấy, thì chắc là sẽ không còn lạ lẫm gì với cái loại phóng lựu này M270. Mình có ui bên này có con ve à, hợp lý nhỉ. À đây, thử test cho em cái khả năng phòng không nhé. Hình như cái này nó không bắn được cái sao á. Ồ, như vậy là cái này nó chỉ có khả năng bắn tàu ngầm khi đang lặn, chứ không có khả năng bắn phòng không đâu anh em nhé. Mình thấy nó cứ sao sao ấy. Lúc đầu thì mình cái thời gian là mình chưa có test cái loại phóng lựu này này, thì mình cứ nghĩ là nó sẽ bắn được thôi. Thực ra thì bây giờ mình biết là nó không được. Rồi, chơi cho anh em cả combo vào mặt nó luôn. Chơi anh em cả combo vào mặt nó luôn. Vẫn kịp cẩu cho được 3 quả. Cứ cái đón lõng cho anh em thế là được rồi. Giờ anh chỉ cần xử lỗi cái thằng yếu máu kia thôi. Mình muốn tìm một cái loại máy bay đấy để mình bắn thử. Ke lại xem nó có bắn được không. Đúng là không bắn được. Cái này là phóng lựu trong kiểu dạng thường. Rồi rồi, cứ cẩu đi. Cẩu đi, đi chụp lên cho khép. Cái góc của mình bắn vào mày rất là ngon nha. Thơm, thơm. Các anh mà phản kháng này, em chạy đấy. Em cứ nói trước. Rồi, bọn này bắn quá thơm anh em ạ. Ngay từ đầu mới vào cái ẩn long biết cái map này là map ngon của con nan trang rồi. Anh chạy kìa. Ôi, thực ra mình thấy cái này cái khả năng sóc ra chưa chắc là ngon bằng những kiểu anh em cầm cái loại ui xong rồi. Em xin lỗi sau khi anh em nhá, từ nãy giờ mình cũng không để ý có sự hiện diện của nó còn đây. Ê, mình đẻo chứ nhỉ. Rồi ok. Như vậy là có tàu sân bay đứng ở đây, mình không biết. Nhăng lên một cái nó dí cho mình gần chết anh em. Đúng rồi, anh em vã chết trà đi. Tôi đang mải dí mấy cái ông bên kia. Đây đây, em quay em vã thôi. Vã nó từng phát một đây. Vã nó không trượt phát nào. Muốn dí mình không? Liệu nó có mức độ nó tỉnh mức độ nó giao chí mình không? Chắc không đâu đúng không? Trời ơi. Rồi được rồi, em quay ra một chỗ thằng này vậy. Rồi, anh bẫy mồi rất ngắn này. Đúng tầng của em đúng. Trời ơi. Ok. Thế là mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Không hỗ trợ bố anh em ở bên qua đang mải bắt mấy đâu bên kia. Ở phút này nó ra nó vả mình một cái. Cũng hơi thốn. Rồi, có lẽ là clip này mình sẽ chỉ làm thế này thôi. Đấy, cái phóng lựu ở đây thì theo như cái kết luận cuối cùng của mình nhá, mình đánh giá là cái phóng lựu này, anh em có thể nhìn thấy cái chỉ số tốc độ ấy chỉ có 301 thôi. Và với những cái đồ như thế này thì mình đánh giá là nếu như mà cho vào cái tỷ lệ mà có cái xác suất vài trăm lượt để mà quay ra được thì ok. Còn nếu mà với cái tỷ lệ mà khó ra như vậy thì mình nghĩ là nó không thực sự xứng đáng để cho anh em nạp nhiều tiền vào để săn nó đâu. Anh em có thể nạp để quay tàu. Trên hên có thì ra phóng lựu, không có thì thôi. Thì mình nghĩ anh em không nên cố thàn mà kiếm cái loại này đâu. Mình thấy nó cũng bình thường, không có gì thực sự là ấn tượng lắm đâu. Rồi ok, nhận xét của anh em như thế nào thì anh em cứ để lại dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video tiếp theo.